chị đã quay trở lại với kênh Audio Hay. Rất vui vì đã gặp lại anh chị trong video ngày hôm nay. Sẽ có một gọi là một em loa có thể nói là nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng cho anh chị là một công suất của nó là siêu khủng. Và với thiết kế cực kỳ độc đẹp nhưng không có lạ với anh chị đâu nha. Rồi, mẫu đó là mẫu nào xin mời anh chị cùng em khám phá nhé. 1, 2, 3, let's go. Như anh chị đã thấy ở đây là một mẫu loa kéo 4 tấc có thể nói là kinh khủng về công suất nhất nhì tại Tâm Việt nha anh chị ơi. Thì đây sẽ hỗ trợ anh chị là một củ bát 40 và một hỏng chép còi nha anh chị ơi. Là chép còi thường thường nó cho ra được cái âm chép của nó cực kỳ sáng luôn và đánh xa cho anh chị luôn nha. Rồi thì mẫu này là mẫu King Bass 868 nha anh chị ơi. Nhưng chị cũng đã biết từ trước rồi đó, em cũng review từ trước rồi, cũng khá là lâu rồi anh chị ơi. Nhưng bây giờ thì hãng King Bass cũng gọi là cũng nâng cấp lên update để chạy theo công nghệ anh chị ơi. Thì cũng nâng cấp lên về Bluetooth 5.0 nè, nâng cấp lên về cải thiện đồ và làm đồ chi tiết âm thanh hơn. Và công suất của nó cũng nhỉnh hơn một chút nữa anh chị ơi. Đã khủng nên còn khủng hơn nha anh chị. Ok, với thiết kế cũng khá là độc đẹp. Nhưng như em nói là không có lạ cho anh chị đó, bởi vì dòng này cũng ra khá là lâu rồi. Đó, và xin mời anh chị cùng xem sơ qua bo mạch của em nó được cải thiện những gì nha. Thì đầu tiên sẽ sở hữu cho anh chị là một dàn volume chỉnh hình chữ U như vậy nè đó. Rồi hỗ trợ cho anh chị là về chỉnh chỉnh nhạc chứ đi, thì chỉnh được âm chung nữa. Đó, bass chung chép luôn. Rồi đây là cái cổng chỉnh để chỉnh âm lượng guitar thôi, nhạc cụ thôi. Còn về phần micro hỗ trợ cho anh chị được các hiệu ứng vang như echo, repeat, delay, reverb, 4 hiệu ứng cho anh chị giải trí karaoke luôn anh chị ơi. Rồi về phần micro thì không có chỉnh cho anh chị là âm chung của micro nha. Rồi đó, có rất là nhiều chức năng luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ vào ngay cho anh chị gọi là trải nghiệm chi tiết về chất lượng âm thanh của em King Bass 868 khi đã nâng cấp lên nhé anh chị ơi. Em sẽ cho anh chị trải nghiệm qua một đoạn bolero, một đoạn bass mạnh. Và anh chị hãy nhớ là anh chị hãy tậu cho mình một có thể nói là một cái thiết bị đầu ra âm thanh tốt như là tai nghe của anh chị nha. Anh chị cắm vào để anh chị nghe được trải nghiệm âm thanh chân thực nhất anh chị nhé. Từng nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên đôi môi, chuyện tình yêu ngọt ngào của tôi bắt đầu. Vòng tay siết lấy đôi vai mềm mại, lắng nghe nhịp tim vang trong hơi thở của nhau. Lời yêu thương còn đọng lại trong câu hát, đường tình yêu hành trình vừa mới bắt đầu. Người đã như chim bay xa bỏ xứ ra đi, khiến cho tôi đây buồn hơn nuối tiếc. Qua đoạn bolero thì cảm giác của em rất là feel theo nhạc luôn chị ơi. Tuy nhiên so với độ chi tiết âm thanh thì em loa King Bass 868 này có thể nói là độ cân bằng cũng khá là khủng. Về phần chép thì em cảm thấy là nó hơi thiếu một chút thôi, nhưng không thành vấn đề nha anh chị có thể tăng giảm cho âm lượng chép ở trên loa nha anh chị ơi. Tại vì em để đồng đều là 50% hết, cho nên có cái hụt có cái thiếu. Nếu mà anh chị thấy thiếu theo gu của anh chị muốn chép sáng hơn thì anh chị tăng chép lên nha. Rất là dễ chỉnh cho anh chị luôn. Ok, bây giờ em sẽ qua một đoạn bass mạnh. Còn gì mà nhạc mà cho rõ được cái âm bass á, thì em cảm thấy tiếng bass của em loa này cực kỳ chắc chắn luôn. Tuy nhiên vẫn có độ sâu kiểu như sâu của âm sub anh chị ơi. Nhưng về phần chung và phần chép á, thì chung là của nó là quá rõ rồi, nhưng mà phần chép thì nó hơi thiếu một chút. Như em nói thì em chỉ có thể tăng cái âm lượng chép của nhà lên một chút xíu nha, để cho nó nghe leng keng hơn anh chị nhé. Rồi thì bây giờ em sẽ cho anh chị
trải nghiệm qua một đoạn karaoke nữa nha. Anh chị ơi, karaoke thì em sẽ test chay cho anh chị trải nghiệm được, gọi là được chi tiết, được thật hơn về chất âm khi karaoke nha anh chị ơi. Về bây giờ em sẽ test cho anh chị thấy được gọi là độ hút của micro này, độ chống hú của loa nữa nha anh chị ơi. Thì bây giờ em sẽ test độ chống độ hút trước đi. Luôn khoảng cách từ đầu micro tới miệng của em bây giờ là tầm 40 cm, độ hút vẫn có luôn, để xa hơn vẫn hút luôn anh chị ơi, quá khủng, quá kinh khủng luôn. Alo. Hết sải tay của em mà vẫn còn hút luôn anh chị. Không ai mà để sải tay mà hát karaoke đâu anh chị. Mệt lắm, mỏi lắm luôn anh chị. Ok, bây giờ em sẽ hát cho anh chị một đoạn karaoke đi. Bài Thánh Ca Buồn nha anh chị. Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em? Nỗi năm nào chúng mình có nhau, vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa khẽ theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi dòng hát đêm mênh mang buồn. Ok anh chị ơi, gọi là về đồ chi tiết âm thanh khi em hát karaoke của nó là quá đã, giọng y như là giọng thật của mình luôn anh chị ơi. Hát nó phiêu lắm anh chị, đồ hút nữa, quá khủng, hát không có mệt luôn anh chị. Nói chung là karaoke em này toàn diện. Tuy nhiên khi mà anh chị chơi trong không gian nhỏ thì em khuyên anh chị nên là vặn nhỏ cái volume micro lại, bởi vì trong không gian nhỏ thì độ hút quá tốt như vậy thì nó sẽ dễ gây hú hơn cho anh chị nha. Như hồi nãy em hát trực tiếp như này này thì nó có hơi có một tiếng hú rít thôi, hơi nhỏ thôi. Khi anh chị quay qua video thì anh chị không có thể là không nghe đâu, nhưng mà trải nghiệm trực tiếp của em thì em ở đây này là em có thể nghe được cái tiếng gọi là tiếng rít rít nhỏ nhỏ thôi à, nó không đáng kể lắm. Thì em để khoảng 50% micro mà anh chị, nếu mà anh chị muốn hạn chế được cái tiếng hú đó anh chị giảm lại tầm 40% thôi là quá đủ cho anh chị rồi nha. Rồi không biết là sau khi anh chị trải nghiệm qua em loa King Bass 868 này thì anh chị cảm thấy như thế nào về chất âm, ngoại hình cũng như là karaoke thì anh chị anh chị có đáng để anh chị mua không thì anh chị hãy bình luận cho Tâm Việt chúng em cùng biết nha. Và anh chị đừng quên là khi anh chị mua hàng bên loa cát Tâm Việt chúng em thì anh chị sẽ nhận được rất là nhiều ưu đãi và kèm theo đó là quà tặng cực kỳ hấp dẫn đến từ loa cát Tâm Việt luôn nha anh chị ơi. Và anh chị muốn biết những quà tặng đó là gì, những khác biệt đó là gì thì anh chị hãy liên hệ ngay đến Tâm Việt em nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. My heart is a ghost town.